giữa muôn sắc màu, muôn mùi vị, muôn sự cảm nhận ngon lành về rất nhiều món canh chua ở miền đất phương Nam. Thì canh chua thịt vịt nấu với các loại rau đồng chính là hương vị vừa quen, vừa lạ, vừa ấn tượng và trở thành một sự điểm xuyến, góp phần làm nên sự phong phú cho nét ẩm thực của quê mình. Món này nguyên liệu đơn giản lắm, chỉ cần con vịt đúng chuẩn vịt chài đồng, mớ rau hái từ vườn nhà như nấm rau muống, mấy trái đậu rồng, bó rau nhút thiệt non, thêm nấm rau thơm và mấy trái ớt là coi như đủ đầy những thứ tươi ngon nhất để nấu được nồi canh hết ý rồi đó. Sửa soạn xong xuôi rồi thì nhúm lửa bắt nồi lên bếp đi thôi. Chế dầu vô nồi, đợi dầu nóng thì bỏ tỏi vô phi cho vàng thơm mới trút tiếp thịt vịt vô. Lẹ tay xào cho săn lại, khi dậy lên mùi thơm thì đổ thêm nước vô cho ngập thịt, sau đó giữ lửa cho đều. Coi nước sôi lại chừng mấy dạo, thịt vịt chín kỹ mới múc nước canh dầm me để tạo độ chua. Nêm nếm gia vị vừa ăn thì bỏ tiếp đậu rồng và rau nhút vô nồi, thêm nấm rau thơm, ớt sắc thì nhắc xuống. Rau nhút và đậu rồng tuy chỉ là rau quê thôi, nhưng khi nấu cũng cần có kinh nghiệm và bí quyết riêng đó ngang. Hai thứ này rất là mau chín, và đặc biệt là chỉ khi chín tái thì ăn mới giòn và ngon. Bởi vậy khi nấu canh có hai thứ này, người đầu bếp sẽ đợi khi nước sôi bùng lên thì thả rau vô, trộn đều lên một dạo là nhắc nồi xuống liền. Làm như vậy thì rau mới vừa chín tới, xanh giòn và ăn ngon nhất. Tô canh chua thịt vịt dọn kèm dĩa nước mắm ớt cay cay, thêm dĩa tép rang mặn, bưng lên nồi cơm hay ăn chung với bún cũng ngon nữa. Vì chứ canh chua mà ăn với bún là hợp rơ lắm ngang. Gấp đũa bún bỏ vô chén, chan nước canh nóng vô, trộn đều lên rồi thưởng thức. Nước canh chua ngọt hai qua, cộng bún dai và dẻo. Rau nhút ăn nhẫn nhẫn rất đặc biệt, còn đậu rồng thì xanh giòn nên ăn ngon khỏi chê luôn. Gắp miếng thịt vịt chấm vô nước mắm cay rồi đưa lên miệng cắn. Chèn ơi, thịt vịt thơm, mềm, thớ thịt dai dai và ngọt tự nhiên, lại thấm vị nước canh có vị chua chua dịu dịu. Càng ăn là lại càng thấy ngon, lại càng thấy đã. Bởi vậy bữa nào nấu món này là người nội trợ cũng biết ý, mua thêm dĩa bún dọn kèm với nồi cơm, để ai thích ăn gì cũng có sẵn mà thưởng thức cho thiệt no và thiệt đã cái vị ngon độc đáo của món canh chua thịt vịt quê mình. Canh chua chuối chát hầu như hợp với nhiều loại tôm cá của quê nhà, mà đặc biệt là mấy giống loài da trơn như cá ngát, cá tra hay con lương đồng chắc thịt. Để tạo độ chua thì có thể là trái giác, trái bần, hay hợp rơ nhất có lẽ là cơm mẻ hay lá me non. Lá me thì sẽ cho vị chua thanh dịu nhẹ nhàng, còn chuối để nấu canh có thể theo ý thích của từng nhà mà lựa chuối hờm, chuối vừa già hay trái chuối còn non, vẫn chưa căng hết khía. Mà nhớ phải có rau thơm như rau ôm, ngò gai hay nhúm lá quế cùng mấy trái ớt nữa thì mới có được nồi canh chua ngon đúng điệu à ngang. Bắt nồi nước lên bếp, đợi nước sôi thì bỏ me non vô nấu cho tới khi chín mềm mới lấy ra dầm lấy nước chua rồi trút lại vô nồi. Xong bỏ con lương vô luộc trước, tới chín thì vớt để riêng, để lương không bị nát và rã hết thịt sẽ mất ngon. Lúc này mới bắt đầu bỏ chuối vô nấu cho tới khi miếng chuối trong lại và chín mềm thì nhanh tay trút con lương đã nấu chín lúc đầu vô, nêm nếm lại vừa ăn rồi nhấc nồi xuống, bỏ rau thơm cùng ớt sắc lên trên nữa là đã hoàn tất món canh vừa ngon lại vừa độc đáo rồi đó. Trong khi nấu nồi canh chua nóng hổi, bà nội trợ đã lấy mớ khô để dành đem ra cắt rửa rồi chiên lên, rim với đường mặn ngọt. Hai thứ này mà kết hợp ăn chung thì cơm nào mà chịu nổi đây ta ơi. Trời miền Nam đang vào mùa mưa, có khi mưa từ sáng cho tới tối. Hột mưa cứ rớt lộp độp trên mái nhà, mưa rỉ rả ướt át. Còn mấy con ếnh ương thì được dịp cứ kêu rân trời rân đất. Mưa lạnh đất, lạnh trời, nhưng ở trong mái nhà quê, bên bữa cơm quê với món ăn dân dã quen thuộc, thì không khí lại vô cùng thân tình và ấm áp. Canh chua nóng hổi thơm phức, có con lươn màu nâu vàng thịt chắc đụi, thêm mấy miếng chuối trong trong và ngả màu ngà đẹp mắt, dĩa khô chiên mặn mòi, dĩa muối ớt thịt cay, chén cơm dẻo bùi bùi gạo lúa quê hương. Chèn ơi, đâu có cái gì cao sang đâu, mà sao tự nhiên thấy ngon gì mà ngon dữ thần vậy hà. Gấp miếng chuối chấm vô muối ớt, bỏ vô miệng nhai đi nè, ngon lắm phải không? Chuối mềm, dẻo, bùi mà lại ngấm vị nước canh chua chua thanh dịu, ăn vô có cảm giác vô cùng đặc biệt, vừa quen đó nhưng lại vừa lạ đó. Tuy bình dân đó, quen thuộc đó, nhưng mà lại có sức hấp dẫn khó mà lý giải nổi. Lấy đũa bẻ khúc thịt lươn nửa hang, thịt trắng tươi mà thơm lắm, chấm muối ớt là ngon khỏi phải bàn hà. Chan nước canh vô cơm và một miếng bự, lại gấp lương, gấp chuối, gấp kèm miếng khô chiên mặn mặn nữa. Đừng thấy món quê giản đơn mà coi thường ngang, bởi chính cái nét quê dung dị đời thường, chính những món ăn bình dân hết cỡ lại là thứ khiến người ta nhớ nhiều nhất, thương nhiều nhất. Nguyên liệu để nấu canh chua mận rất đơn giản, chỉ là con cá lóc, mấy trái mận, nhúm rau thơm và trái ớt là đủ. Nếu khứa đầu má đem nấu canh chua thì khúc giữa, khứa đuôi sẽ được ướp sả ớt, đem chiên để thêm món và thêm phần mặn mà cho bữa cơm. Cá đem mận dãy, cắt khứa rồi rửa sạch. Mận thì đem sắc chừng làm tư, bỏ bớt phần ruột xốp và hột ở trong. Nhớ chuẩn bị thêm giác me để tạo độ chua nữa là xong xuôi khâu chuẩn bị rồi. Bắt tay vô nấu canh cho lẹ đi thôi. Bắt nồi nước lên bếp, nấu sôi thì dầm me để tạo độ chua. Xong xuôi thì nêm dằn miếng gia vị, rồi trút cá vô nấu. Tới hồi cá chín mới bỏ hết mận đã sắc miếng vô. Nhanh tay nêm nếm lại cho vừa ăn. Tới hồi canh sôi lại lần nữa thì bỏ rau thơm vô, nhắc nồi xuống. Lúc này chảo cá chiên cũng vừa vàng tới, cơm thì cũng đã xong. Vậy là bắt đầu múc canh, dọn cơm được rồi đó. Bữa cơm quê đơn giản với cá lóc đồng tự nhiên, có tô canh chua bốc khói cùng màu rau thơm xanh mướt. Ẩn hiện ở dưới là mấy miếng mận đã chuyển màu và khưa cá trắng tươi. Nhớ dọn thêm dĩa muối ớt ăn kèm, rồi gấp cá chiên sả ra nữa là đủ đầy ngon lành, đủ đầy mùi vị để cả nhà cùng quây quần và thưởng thức. Gấp khưa cá, bỏ ra một bên dĩa muối ớt, chan canh vô cơm, gấp miếng mận nhai chậm rãi, rồi chợt bất ngờ. Tại vì tưởng nấu qua nước sôi thì mận sẽ mềm đi, nhưng không phải. Mận nấu vừa tới nên vẫn còn giòn, mà trong miếng mận lại thấm nước canh chua, nên đậm đà, ăn rất đã. Vẽ miếng cá chấm vô muối ớt, sao cho hột muối quyện cùng cá, nhai trong miệng nghe ngọt lừ mà mặn mà cay cay, ngon một cách đã đời. Nhớ kê cái chén húp nước canh nha. Nước canh thấm vị cá, đượm vị mận, nên vừa ngọt ngọt, vừa thanh thanh, mát mát. Để ăn xong miếng này là lại muốn ăn thêm miếng nữa. Chỉ là bữa cơm quê thôi, nhưng chưa ăn hết bữa này là đã ngóng hoài tới bữa sau. Trước giờ quen thuộc nhất với nhiều người thì canh chua phải nấu với cá, lương hay ớt. Nhưng ẩm thực mà, nó không có một giới hạn nào cả. Lại thêm sự sáng tạo, sự tận dụng nguyên liệu và cả sự tùy cơ ứng biến của người nấu, nên đã cho ra đời những món ngon vượt khỏi mọi sự quen thuộc thường ấy. Ai biểu thịt gà, thịt vịt, trái bầu, trái chuối thì không thể nấu canh chua. Cứ về miền Tây đi, sự đa dạng ẩm thực của nơi này sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ tới cảm giác được chìm đắm trong cái ngon lành của những món ăn quê độc đáo. Thịt gà nấu canh chua lá giang thì mát dạ mát lòng. Con lương đồng, con cá tra sông đem nấu canh chua với trái chuối chát, chuối hờm và cơm mẻ thì vừa thơm, vừa ngon, vừa dẻo bùi vị chuối, ăn hoài không thấy ngán. Còn thịt vịt chạy đồng thì nấu canh chua với rau đồng như rau muống, cần nước, rau nhút, đậu rồng, tạo chua bằng me chín, me non hay cơm mẻ, trái bần gì cũng đều hợp rơ cả, và đem tới cho bữa cơm gia đình cái vị ngon chua thanh dịu dàng, cái vị ngọt đậm đà tự nhiên, cái vị thanh giòn đầy dân dã.